Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Nhiều các bác hỏi nó có hỏa tiễn đơn 40 không, thì đây hôm nay là em về hàng hỏa tiễn đơn 40 nhá. Vỏ thùng loa hỏa tiễn đơn 40. Để dưới kho nó bụi bẩn quá, khiếp quá. Mấy ông này bảo quản đồ như vứt đi các bác ạ. Hàng đang đẹp để cho thành xấu như thế này. Đây. Thì các bác xem đây, đây là cái thùng này, mặt lưới này. Cái này em sẽ vệ sinh nhá, trước khi giao hàng cho các em vệ sinh tương đối sạch đẹp tí. Đấy. Hàng mới nhưng nằng nhằng có khi phải sơn lại cơ. Chứ để thế này nghe có vẻ không ổn lắm. Đây nha các bác nha. Vỏ hỏa tiễn đơn 40. Ngày trước em bán với cái giá là 2,9 triệu đến 3 triệu. Bây giờ thì giá lên rất là nhiều. Bây giờ hiện tại em đang bán với các bác là 3,2 triệu bao ship nhá. Bởi vì chi phí vận chuyển nó cao hơn trước rất là nhiều nên là em sẽ cố gắng giữ giá tốt thôi. Trước nó chỉ có tầm 2,9 triệu đến 3 triệu thôi, nhưng bây giờ nó tận 3,2 triệu cơ. Này các bác nào đấy thì hãy alo cho em nha. Hỏa tiễn đơn 40. Hiện tại em đang có là đôi 40, đơn 40, đôi 30. Và sắp tới thì cố gắng ra nốt cái đơn 30 cho nó gần như đủ bộ. Nhưng còn nếu mà 2 năm thì bé quá. 2 năm thì các bác sử dụng A-dây rồi. Con này thì có góc mở là 60-40 nhé. Để các bác chơi ngoài trời. 60-40 được chưa? Đấy. Góc mở khoảng kẹt là 60-40. Mà cái này nó có một cái điểm đặc biệt đó, hỏa tiễn là các bác biết rồi, ví dụ mặt trước này nghe rất là to, sang bên cạnh nghe đã bé thì nhiều rồi. Còn các bác đi ra hẳn đằng sau gần như là không nghe thấy mấy. Nó chỉ có tiếng gần như là từ mặt trước bị dội âm lại thôi. Nên là cái này các bác thì dùng ngoài trời được. Dùng ngoài trời mà treo thật cao nhá. Thì thùng có thiết kế luôn cả rãnh treo đây, có rãnh dây đây. Các bác về cứ thế là treo vào đó. Thùng trên nóc là có hạ cấp các lỗ để các bác đặt loa dưới này, loa trên hay là đã gọi là con này mà nên ví dụ nên hỏa tiễn đôi rồi con đặt con này lên trên cái hỏa tiễn đôi nữa thì ui giỏi rồi, nó phóng cho kinh khủng luôn. Hoặc là các bác mà chơi theo kiểu súp hoặc 7 hay 5 thì các bác đặt lên trên nóc rồi, chỉ cần một cặp này thôi đánh điểm thêm. Ví dụ như các bác đang dùng ví dụ như là 7 hay 5 đi hay 7 hay 5 tiếng đánh mặt nha, xong là đặt lên con này đặt trên cùng nữa nó bắn xa, đúng là cộng hưởng hết cỡ luôn. Cái này em lưu ý nhá, các bác về mà nắp vào bát mà nếu mà dùng tép thường thì các bác độn thêm mấy con nòng đen nữa ở cái họng cụ tép này, các bác tháo họng kén ra xong các bác độn nòng đen vào xong các bác vặn ốc vào thì là cho cái họng kén nó nòi ra trước tí. Bởi vì nhiều con là tép từ thường, cái này nắp từ thường từ nào cũng nắp được hết nhá, còn nếu nắp từ thường thì các bác phải làm như thế thì nó mới không chạm vào bát, bởi vì màng bát cái rốn của bát ấy, kể cả rốn nồi hay rốn nõm nếu như từ thường 100% phải độn, còn không độn là đánh nó sẽ bị chạm màng. Nếu như màng nó rung mạnh quá nó sẽ toạc không được, hỏng. Thì em chia sẻ luôn nhé. Xong nhiều các bác về nó cứ hỏi cái này thì các bác nắp được tép neo được nhá. Con này nắp thường nó nắp của 750. Và cái này các bác nên sử dụng cái loại phân tần chuyên dụng hoặc là các bác đánh chia quay cộng 1-1 cộng 2-2, hiệu ứng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nó sẽ đảm bảo cho cái loa của bác hoạt động rất là bền và tiếng rất là hay. Ok, video giới thiệu đến đây là kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu vỏ thùng loa hỏa tiễn đơn 40 này, hãy alo cho em trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.